đường vào tìm em ôi bằng giá. Mà tại sao Cương vẫn đi một mình những đêm mưa buồn một mình? Thấy tôi cũng có một mình, trời ơi tôi muốn qua bà con ơi. Gì vậy Khánh? Em thấy thương anh dễ sợ. Anh đang tâm sự cái nỗi cô đơn, nỗi buồn của anh, tiếng em ra đây em dèm pha chọc ghẹo anh là sao? Em không có chọc, em cười với nỗi buồn của anh đó. Em không có chọc, em cười với nỗi buồn của anh đó. Em cười với nỗi buồn của anh đó. Cái gì kỳ vậy? Anh buồn là đúng rồi, đáng đời. Sao vậy? Thời buổi bây giờ đi chinh phục những cô gái, mà đặc biệt những cô gái trẻ hiện đại, mà anh còn dùng cách cổ điển như ngày xưa, anh còn học trên trường sân khấu cùng với em vậy, lỗi thời rồi. Chứ giờ sao tư vấn giúp anh đi? Thứ nhất là phải chịu khó chơi những cái trang mạng xã hội nè, để mình biết được giới trẻ bây giờ đang cập nhật tình hình như thế nào. Vậy hả? Đó, để mình biết được những cô gái đó cần cái gì, muốn cái gì. Mình phải chụp hình selfie thường xuyên, chơi Facebook, đăng những câu giống như là lãng mạn. Khỏi Khánh ơi, coi phim. Khánh khỏi. Trời ơi. Em đang chỉ anh Cương chị. Có chị Giang đây rồi, anh chỉ anh Cương chi nữa, hai người là một cặp rồi. Chị ơi, chương trình Tần Số Tình Yêu, khán giả ta gửi lên 20.000 lá thư. Em với Huy Khánh đọc quá trời. Nói là bây giờ anh chị chỉ cần cưới nhau thôi là sẽ có mùa 2 của Tần Số Tình Yêu. Wow. Thấy ghê không? Hay làm đại đi chị, để có mùa 2 cho tụi em tiếp làm tục. Làm ơn hai người yêu nhau đi để chúng tôi có mùa 2. Cái gì mà sao em cứ gán ghép chị với lại Cương hoài vậy? Trời, xanh một cặp thở gây lộn là nữa nhớ nhau bữa nào buồn đó. Ủa sao hôm nay Cương đâu tới gây lộn với mình? Cương nói câu đi. Bạn thấy sao? Ý chị sao Giang? Trời ơi cô ta kêu ý chị sao? Bởi vậy làm sao mà chị có cảm tình được? Nói cái bản mặt này thôi là nói lại coi. Ai gọi đàng hoàng ra? Ý em sao? Đó. Only you. Dám bố láo với chị. Kêu chị bằng chị mà giờ kêu bằng em này tôi giả vô mặt. Chị ơi, bây giờ yêu đương là đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Bây giờ chị phụ nữ thì người ta kêu bằng em cũng được mà. Thôi thôi, hồi nào giờ dai dế sao kêu vậy đi. Thôi thôi, cái chuyện gì tới tới đừng gán ghép. Trời ơi. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21h40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.